Trong thời kỳ nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, những ngành nghề cơ khí chế tạo được xem là có nhiều tiềm năng để thăng tiến và đẩy mạnh quy mô sản xuất. Bắt kịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà, năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng 777 nhanh chóng được hình thành, đặt văn phòng làm việc tại địa chỉ số 410/27, khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công ty chúng tôi chuyên thiết kế, gia công và cung cấp đa dạng các loại bồn bể chứa, bồn chứa nước, bồn chứa xăng dầu, bồn chứa trụ đứng, bồn chứa áp lực, vân vân, phục vụ cho nhu cầu của đông đảo doanh nghiệp trên cả nước. Thế mạnh làm nên thương hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng 777 chính là quy tụ đội ngũ kỹ thuật, thợ cơ khí có tay nghề cao với khả năng sáng tạo vô cùng độc đáo. Chúng tôi luôn chủ động tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ thân thiện với các nhà sản xuất nguyên vật liệu uy tín, không ngừng nghiên cứu và thử nghiệm để sản xuất nên những dòng sản phẩm bồn chứa có mẫu mã đẹp mắt, kích cỡ và công suất đa dạng. Trong quá trình sản xuất chế tạo, đảm bảo có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định về an toàn của thiết bị áp lực. Toàn bộ mối hàn đều được siêu âm và kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu, sao cho đạt chuẩn độ kín và độ bền bỉ trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt nhất ở mọi địa hình của Việt Nam. Nêu cao sứ mệnh, phục vụ vì thành công của khách hàng, cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng 777 cam kết sẽ nỗ lực không ngừng, giữ vững uy tín trong kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, phát triển vì ngành công nghiệp nước nhà. Lựa chọn chúng tôi, lợi ích bền vững và giá trị kinh tế thiết thực luôn trong tầm tay bạn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0946 348 777 0977 572797. Địa chỉ số 410/27, khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng 777, uy tín, chất lượng kiến tạo thành công.